Thông qua công tác nghiệp vụ, nắm địa bàn, từ đầu năm 2023 đến nay, Công an huyện Hà Trung đã chủ động xác lập chuyên án chung để đấu tranh quyết liệt với tội phạm hoạt động tín dụng đen. Kết quả đã triệt xóa 14 điểm, bắt khởi tố 16 đối tượng. Mới đây nhất, ngày 19 tháng 1 năm 2024, Công an huyện Hà Trung đã huy động gần 40 cán bộ chiến sĩ đồng loạt khám xét, bắt giữ 5 đối tượng và xử lý vi phạm hành chính một đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận khi có người đến hỏi vay tiền, các đối tượng sẽ chỉ viết giấy vay nợ và thỏa thuận miệng với nhau về mức lãi suất hoặc ghi qua các thiết bị điện tử và cất giấu ở nhiều nơi khác nhau để dễ dàng tiêu hủy chứng cứ khi bị lực lượng công an phát hiện. Tôi bắt đầu cho vay tín dụng đen từ đầu năm 2020 đến nay là tháng 1 năm 2024, có cho vay với lãi suất là từ dao động từ 3.000 đến 5.000 đồng trên một triệu trên ngày, tùy vào khách hàng. Đến nay đã thu lời bất chính trên 200 triệu. Công an huyện Hà Trung đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động toàn bộ lực lượng trong cơ quan cảnh sát điều tra và công an các xã thị trấn có liên quan, điều tra xác minh, thu thập các tài liệu chứng cứ và lên danh sách các đối tượng cho vay và lên danh sách những người vay. Qua quá trình tập trung điều tra xác minh thì công an huyện Hà Trung đã dựng lên được 6 điểm và 6 đối tượng. Qua quá trình khám xét thì đã khởi tố vụ án hình sự 5 đối tượng và xử lý hành chính 1 đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Thời điểm giáp Tết Nguyên đán, khi nhu cầu tài chính của người dân có xu hướng tăng cao, dự báo hoạt động của tội phạm tín dụng đen tiếp tục diễn biến phức tạp. Cùng với nỗ lực của lực lượng công an, người dân cũng cần nâng cao cảnh giác, tìm đến các nguồn tài chính hợp pháp như các quỹ tín dụng và hệ thống ngân hàng, tránh mắc bẫy của các đối tượng cho vay lãi nặng, nhất là vay qua ứng dụng không cần tài sản đảm bảo.